Thái Lan tuyên bố dự World Cup 2026 và Olympic 2024. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 và trước đó góp mặt trong kỳ đại hội Olympic 2024. Chiều ngày 17 tháng 8, trong cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Thái Lan phát, có sự tham dự của nữ tỷ phú Nuphan Lamsam, còn được biết đến với biệt danh Madam Bang, chủ tịch Somiat Puntanmung nói về những tham vọng bước ra sân khấu lớn bóng đá thế giới. Ông Somiat tuyên bố muốn được chứng kiến đội tuyển Thái Lan góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia khác nhau Canada, Mỹ và Mexico. Trước mắt, tham vọng của ông Somiat là bóng đá Thái Lan bước ra Olympic 2024, kỳ đại hội thể thao mà Paris đăng cai. Cách đây không lâu, Liên đoàn bóng đá châu Á công bố thể thức đấu vòng loại World Cup 2026 với 8,5 suất dự vòng chung kết, giúp Thái Lan nuôi hy vọng làm nên lịch sử. Tất nhiên, World Cup 2026 là mục tiêu mà tôi đã suy nghĩ từ lâu, người đứng đầu phát biểu. Ông tự tin, đây là cơ hội tốt để đội tuyển Thái Lan giành quyền vào vòng chung kết World Cup, bởi vì giải vô địch thế giới tăng lên 48 đội và gần đây cũng đã công bố các chỉ tiêu châu Á. Để hoàn thành mục tiêu đến Bắc Mỹ vào mùa hè 2026, phát vạch chiến lược từ Thế vận hội mùa hè 2024 ở Pháp. Tuy nhiên, trước đó phát vạch chiến lược cho Paris 2024, ông Somiat tiếp tục. Ngay từ bây giờ, các giải đấu trẻ sẽ chỉ tập trung cho những người trẻ để mở đường cho việc giành vé dự Olympic. Như Liên đoàn đã thông báo từ trước, Thái Lan sẽ không sử dụng hạn ngạch quá tuổi tại các kỳ SEA Games và Đại hội Thể thao châu Á. Thái Lan đang ưu tiên phát triển bóng đá trẻ với nhiều cầu thủ tiềm năng. Pháp tập trung vào đội U17 và U20 khi Olympic chỉ còn cách 2 năm nữa. Tiếp nối các trường hợp như Thanawat Sumchithawun, Ben Davis, Thái Lan kêu gọi các tài năng trẻ được đào tạo ở châu Âu trở về quê hương. Thời gian qua, có rất nhiều gương mặt chưa quá 20 đáp ứng động thái này. Chưa đầy một tháng nữa, U20 Thái Lan sẽ bắt đầu chiến dịch tranh vé U20 châu Á 2023, giải đấu mà họ vào tứ kết ở 2 trong 3 kỳ gần nhất. Đây là bước đi quan trọng cho mục tiêu Olympic. Bên cạnh đó, vào đầu tháng 10, U17 Thái Lan sẽ cạnh tranh suất dự U17 châu Á cùng với U17 Việt Nam, U17 Đài Bắc Trung Hoa và U17 Nepal. U17 Việt Nam là chủ nhà vòng loại bảng F mùng 5 đến mùng 9 tháng 10 với các trận đấu diễn ra tại Hà Nội. Bóng đá Thái Lan từng một lần vô địch và một lần Á quân. Theo ông Somiat, cùng với việc phát triển bóng đá trẻ, Pháp cũng tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ ra nước ngoài thi đấu nếu có cơ hội. Tôi nghĩ những cầu thủ này đang hướng tới Olympic, chủ tịch Pháp lạc quan. Chúng tôi đang tạo ra một thế hệ cầu thủ mới để bổ sung vào đội tuyển Thái Lan như một sự thay thế trong tương lai. Tôi hoàn toàn đồng ý với Chanathip, người từng nói rằng chúng tôi phải mở ra cơ hội để có được nhiều nguồn lực cầu thủ mới cho tương lai đội tuyển Thái Lan. Một trong những ưu tiên khác của Thái Lan là cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, tận dụng tối đa các trận giao hữu theo lịch FIFA. Điều này tạo thuận lợi khi bốc thăm vòng loại World Cup. Thái Lan hiện đang đứng hạng 111. Cách khá xa so với vị trí 97 của đội tuyển Việt Nam, đại diện duy nhất của Đông Nam Á hiện diện trong top 100 FIFA.